Ba đối tượng mang hung khí đe dọa chủ nhà để bắt trộm vịt về nấu cháo. Cư dân sống gần dự án điện gió tố bị người lạ vào nhà hành hung. Giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm dịch. Hà Nội nhộn nhịp ngày đầu không cần giấy đi đường. Lỗ hỏng và hệ lụy từ việc lãnh đạo xã phường phải khiêng người qua đời vì Covid-19 đi chôn. Công an thông tin chính thức vụ nhân viên tiêm chủng ở Nghệ An qua đời, Bình Phước bắt giữ 8 người tìm cách vượt biên giới qua Campuchia. Truy bắt thành công người phụ nữ sau 25 năm lẩn trốn. Đánh sập đường dây đánh bạc online trên 50 tỷ đồng. Một nhân viên FPT Shop tự ý tải và lưu trữ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng về máy cá nhân. Xôn xao clip nghi nam sinh trường cao đẳng FPT chửi thầy giáo ngay trong tiết học online đầu tiên. Nam thanh niên bịa chuyện xã phường lấy tiền xử phạt mang về nhà cất trong két sắt. Trưởng khoa sản dầm chờ bạn gái thông chốt kiểm dịch. Bị người ở Hà Nội đổ ra đường vui trung thu sau ngày dài giãn cách. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Sau đây là những nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Bao đối tượng đã có hành vi dùng dao đe dọa đánh đập một người đàn ông để cướp một số con vịt để về nấu cháo ăn. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an huyện Cao Lãnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự ba đối tượng, gồm Nguyễn Văn Luân, sinh năm 2000. Huỳnh Công Đức sinh năm 1999 và Võ Văn Nhiều sinh năm 1997 cùng ngụ xã Gáo Rồng, huyện Cao Lãnh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào tối 13 tháng 9, Công an xã Gáo Rồng, huyện Cao Lãnh nhận được tin báo của người dân nuôi vịt tại khu ấp 3 và ấp 4 xã Gáo Rồng về việc những hộ dân này bị ba đối tượng lạ mặt sử dụng hung khí đe dọa đánh đập và cướp tài sản là 6 con vịt sau khi nhận được tin báo công an xã gáo rồng phối hợp với công an huyện cao lãnh nhanh chóng đến hiện trường để điều tra xác minh vụ việc bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã xác định và bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng nêu trên thu giữ tăng vật gồm một xe mô tô và hai con vịt làm việc với cơ quan chức năng các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo đó, ba đối tượng nảy sinh ý định đi bắt vịt về nấu cháo ăn, nên đã mang theo một con dao tự chế và điều khiển xe mô tô mang biển số 66 FA 01550 đến trại vịt của anh PTH sinh năm 1986 trú tại kênh 10 tạ thuộc ấp 4 xã Gáo Rồng. Đối tượng Đức sau đó đã cầm dao tự chế đe dọa anh H, rồi bắt hai con vịt và lên xe bỏ đi. Không dừng lại ở đó, cả ba đối tượng tiếp tục điều khiển xe đến trại vịt của ông HND, sinh năm 1971 tại kênh 10 Côn thuộc ấp 3 xã Gáo Rồng và tiếp tục thực hiện hành vi đe dọa để lấy vịt. Do ông D. không cho, nên ba đối tượng đã lao tới dùng tay đánh và lấy dao tự chế định chém, nhưng ông D. bỏ chạy được. Sau đó các đối tượng vào trại bắt bốn con vịt, rồi cùng đem về nhà của Luân để làm vịt nấu cháo ăn. Hiện vụ việc đang được công an huyện Cao Lãnh tạm giữ hình sự ba đối tượng và tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Nhiều người dân ở Đắk Nông trình báo đến cơ quan công an việc bị nhóm người lạ mặt tấn công trong lúc đang làm việc với đại diện của các dự án điện gió. Trưởng công an huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông xác nhận đã nhận đơn trình báo của người dân địa phương về vụ việc trên và cho biết khi công an xuống xác minh thì các đối tượng đánh người dân đã rời khỏi địa bàn. Hiện tại chỉ nghi ngờ các đối tượng này liên quan đến các dự án điện gió, trường công an huyện Đắk Song nói. Theo đơn trình báo của ông Trương Văn Túy, chú thôn Thuận Hòa, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, gửi cơ quan công an, vào chiều ngày 19 tháng 9, một nhóm người lạ mặt, không phải người địa phương, đến làm việc với gia đình ông để thỏa thuận việc đền bù đất phục vụ thi công điện gió. Thời điểm trên, sau khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, nhóm người lạ mặt đã bất ngờ tấn công ông Túy trước khi bỏ về. Sự việc có rất nhiều người chứng kiến và được camera của gia đình ghi lại toàn bộ. Ông Túy cho biết gia đình ông có 2 ba xào đất bị ảnh hưởng từ dự án điện gió Đắc Đờ Đông-123. Căn nhà của ông cũng bị hư hỏng, nứt toác nhiều vị trí trong quá trình dự án điện gió triển khai xây dựng. Sau nhiều lần làm việc để thống nhất phương án đền bù, giữa gia đình ông và đại diện của chủ đầu tư dự án điện gió chưa đi đến kết quả cuối cùng. Gia đình ông Túy rất mong muốn chính quyền địa phương đứng ra giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho gia đình. Sau khi nói chuyện xong tôi đứng dậy để đi vào nhà thì bất ngờ bị hai người tấn công, họ đánh mạnh vào mặt khiến tôi ngã ra đất, rất nhiều người chứng kiến, trong đó có cả người thân của tôi. Đánh tôi xong, khoảng hơn 20 người bỏ lên 4 chiếc xe ô tô rồi rời khỏi nhà tôi, ông Túy kể lại. Trước đó nhiều ngày theo ông Túy, gia đình ông còn bị các đối tượng lạ mặt tấn công bằng gạch đá vào nhà lúc nửa đêm. Không chỉ riêng ông Túy, trong ngày 19 tháng 9, nhiều người dân khác ở xã Nam Bình, xã Thuận Hòa, huyện Đắc Song đang sinh sống gần các dự án điện gió cũng bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công. Nhóm người này đi bằng nhiều xe ô tô, tự đến nhà các hộ dân mà không thông báo trước. Trong lúc nói chuyện với gia đình, nhiều đối tượng canh chừng cảnh giới để những hộ dân khác không tiếp cận được. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, bà đã trực tiếp đề nghị công an xã tiếp tục điều tra xử lý. Hiện công an xã đã nhận đơn và ghi nhận lời khai ban đầu của người dân quan điểm của xã là xử lý nghiêm nếu vượt quá thẩm quyền chúng tôi sẽ đề nghị ủy ban nhân dân huyện, công an huyện xử lý bà tốt cho biết. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay công an thành phố Biên Hòa đang thụ lý điều tra vụ việc một đối tượng giả danh bộ đội đặc công để qua chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa. Trước đó vào sáng 20 tháng 9, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng dịch số 4 trên đường Nguyễn Văn Tiên, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, thì phát hiện Văn Đức Hùng, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú khu phố 5, phường Trảng Giài, điều khiển xe ô tô 93A-18374 đến yêu cầu qua chốt. Thấy Hùng mặc trên người bộ quân phục quân đội mang quân hàm trung tá, quân hiệu binh chủng đặc công, lực lượng trực chốt yêu cầu kiểm tra giấy tờ, thì Hùng giới thiệu là cán bộ lữ đoàn biệt động B-29, bộ đội đặc công. Tuy nhiên làm việc với lực lượng công an trực chốt, người này không xuất trình được giấy tờ có liên quan. Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng trực chốt cùng phối hợp với công an thành phố Biên Hòa xác minh xác định Văn Đức Hùng không phải là quân nhân thuộc đơn vị nói trên nên đã đưa về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an Hùng khai đã giả danh cán bộ quân đội để đi qua các chốt kiểm soát. Để thực hiện ý định này, Hùng đã mua một bộ quần áo tại một cửa hàng ở tỉnh Bình Dương, đồng thời đặt mua thêm một số quân trang trên mạng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này, thu giữ thêm một số vật dụng có liên quan khác. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Hầu hết các tuyến đường ở Hà Nội đều đông đúc nhộn nhịp xe cộ trong sáng nay 21 tháng 9, ngày đầu tiên không áp dụng kiểm tra giấy đi đường sau 2 tháng áp dụng. Từ 6 giờ sáng nay, Hà Nội không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong nội đô. Ngoài ra, toàn Hà Nội sẽ áp dụng theo chỉ thị 15. Ghi nhận của phóng viên trong sáng đầu tiên Hà Nội áp dụng chỉ thị mới về phòng chống dịch tại hầu hết các tuyến đường thủ đô, đông đúc xe cộ, một số thời điểm có ùn ứ cục bộ. Tại thời điểm ngã tư cầu vượt Mai Dịch Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Xuân Thủy cầu giấy, ngay từ đầu giờ cao điểm buổi sáng, lượng xe đã đông đúc, trái ngược với cảnh vắng vẻ trong thời điểm Hà Nội giãn cách, theo chỉ thị 16. Đặc biệt lượng xe cộ từ ngoại thành Hà Nội từ khu vực Hoài Đức Đông Anh đổ về nội đô rất lớn. Tại khu vực đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Trần Duy Hưng cầu giấy, lưu lượng xe cũng rất nhộn nhịp. Ngay từ sớm lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ người dân thành phố Hà Nội hào hứng vì thành phố nới lỏng giãn cách, bãi bỏ giấy đi đường. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận tên là Trần Văn Bắc, 36 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, đã chở 7 người trốn trong thùng xe từ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước lên huyện Bù Gia Mập để đi làm. Vào sáng 20 tháng 9, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phú Riềng đã kiểm tra bắt giữ một chiếc xe tải cùng 7 người trong thùng xe trốn chốt kiểm dịch Covid-19. Trước đó khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại chốt kiểm soát DT741 Phú Riềng Đồng Phú, thuộc địa bàn ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, lực lượng trực chốt đã phát hiện xe tải loại 1,4 tấn mang biển số 93C 12121 lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Bù Gia Mập, Bình Phước có dấu hiệu nghi vấn, không có mã QR luồng xanh nên lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, ngoài hai người ngồi trong cabin có thêm 7 người trốn cùng các dàn giáo xe rùa dùng cho xây dựng trong thùng xe tải được phủ kín. Trong 9 người chỉ có tài xế và một người có giấy test nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai tên Trần Văn Bắc, 36 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, chở 7 người trốn trong thùng xe từ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước lên Bù Giang Mập để đi làm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành chính, về hành vi chở người sai quy định, vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Lỗ hỏng và hệ lụy từ việc lãnh đạo xã Phường phải khiêng người qua đời vì COVID-19 đi trôn. Tỉnh Quảng Bình mới ghi nhận 4 trường hợp qua đời vì Covid-19, nhưng không đơn vị dịch vụ nào nhận mai táng người quá cố. Các lãnh đạo xã phường buộc phải xuống vào để khiêng người qua đời đi chôn. Vào sáng 20 tháng 9, Ban phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình công bố có thêm 35 ca mắc Covid-19, trong đó có thêm 2 ca qua đời, nâng tổng số ca mắc tại Quảng Bình từ trước đến nay lên 1.524 ca. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, bí thư đảng ủy xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cho biết, trên địa bàn có bệnh nhân 381.637, 53 tuổi ở thôn Đồng Dương, qua đời do COVID-19. Toàn bộ gia đình bệnh nhân này đang đi cách ly tập trung. Liên hệ qua điện thoại, gia đình bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương giúp hỏa táng người quá cố. Tuy nhiên, lò thiêu phía tỉnh Hà Tĩnh lại từ chối. Chính quyền địa phương đã liên hệ với các nhà đòn làm dịch vụ trên địa bàn, nhưng họ cũng từ chối. Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không ai nhận mai táng giúp người quá cố vì sợ lây bệnh ông Hiếu đã tổ chức họp thường vụ đảng ủy xã và thống nhất, bí thư, chủ tịch xã và toàn bộ ủy viên thường vụ phải thay mặt gia đình làm công việc của nhà đòn là đi đào huyệt và khiêng người đã qua đời để mai táng. Ngày 20 tháng 9, tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, có bệnh nhân 412.011, 82 tuổi, qua đời do COVID-19, cũng bị các nhà đòn từ chối mai táng. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành cho biết, lãnh đạo phường đã vận động được 4 người trong gia đình người quá cố tham gia mai táng phường Hải Thành không có đất Nghĩa Trang nên phải nhờ Nghĩa Trang xã Bảo Ninh. Cũng may hai người qua đời chôn gần nhau nên anh em lãnh đạo phường xuống vào hỗ trợ nhau để khiêng người bệnh. Các hòm thì nặng, gặp trời mưa trơn trượt nên rất vất vả, ông Thắng cho biết. Theo ông Thắng, phường đã thành lập đội xung kích chôn người qua đời do Covid-19 nhưng các thành viên chưa được tiêm vaccine nên không thể tham gia. Cuối cùng, lãnh đạo phường là những người đã được tiêm hai mũi phải đứng ra làm việc này. Đây là trường hợp bất đắc dĩ, chứ thực ra tôi đây đi mai tháng về là phải cách ly 14 ngày. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì không còn lấy ai làm việc ở phường, ông thắng cho biết. Phóng viên hỏi tình hình Quảng Bình có phương án chôn người qua đời sau Covid-19 chưa? Tất cả đều nói vấn đề này là tối mật nên không thể thông tin. Trong lúc đó, trưởng ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Bình nói rằng tất cả đều có phương án, nhưng khi phóng viên hỏi phương án là gì thì vị này bảo sang ủy ban nhân dân tỉnh mà hỏi. Trao đổi với phóng viên về sự việc nói trên, một chuyên gia y tế cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng, phản ánh lỗ hổng trong chính sách phòng chống dịch COVID-19 hiện nay tại Quảng Bình. Trong xã hội văn minh, người qua đời vì bệnh bình thường cũng đã cần đến đội dịch vụ chuyên nghiệp, huống hồ người qua đời vì dịch COVID-19. Có thể do dịch chưa bùng phát mạnh nên lãnh đạo Quảng Bình đã chủ quan, chưa tính đến phương án mai táng người qua đời vì COVID-19 nên còn lúng túng. Để chôn cất người qua đời vì Covid-19 phải cần đến các đội chuyên nghiệp được tập huấn các kỹ năng phòng dịch và trang bị phương tiện bảo hộ hiện đại nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vị chuyên gia này nói, luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và các thông tư quyết định của Bộ Y tế quy định rất nghiêm ngặt về quy trình xử lý người mắc Covid-19 qua đời. Bệnh nhân qua đời do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona Covid-19, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị thực hiện hỏa táng mai táng thi hài nhiễm ncov theo hướng dẫn xử lý thi hài bệnh nhân qua đời do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Lãnh đạo xã phường, họ có chức năng nhiệm vụ của họ không kém phần quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo, thực thi mọi mặt ở cấp mình quản lý, họ không có nhiệm vụ khiêng người qua đời vì Covid-19 đi mai táng vì họ không quen việc và không có chuyên môn. Ngay cả việc mang vào cởi ra bộ đồ bảo hộ, tôi tin là họ làm cũng không đúng cách, vị chuyên gia này cho biết. Theo vị chuyên gia, việc mai táng người qua đời sau COVID-19 không do một đội chuyên nghiệp đảm trách sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy khôn lường. Mặc dù người qua đời đã được khâm liệm nghiêm ngặt theo quy trình, nhưng không ai dám chắc là không có con virus nào lọt ra bên ngoài, nên những người tham gia mai táng trong hai trường hợp ở Quảng Bình sẽ được xem là F1, nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan dịch bệnh là rất cao. Theo quy định, họ phải đi cách ly tập trung hoặc cách ly ở nhà. Như vậy ai sẽ là người điều hành công việc ở cấp xã phường mà họ đang quản lý? Qua việc này, ban chỉ đạo chống dịch Quảng Bình cần nhanh chóng lên phương án mai táng người qua đời vì COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tuyệt đối không để trường hợp tương tự tái diễn trong tương lai. Nếu không, hậu quả sẽ khôn lường, vị chuyên gia cảnh báo. Công an thông tin chính thức vụ nhân viên tiêm chủng ở Nghệ An qua đời. Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, công an huyện Nghi Lộc đã xác định được nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng của nhân viên trung tâm y tế huyện. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, phó trưởng công an huyện Nghi Lộc cho biết, quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, nạn nhân cũng không mắc bệnh hay có mâu thuẫn với bất cứ ai. Ngoài ra gia đình cũng nhận định nạn nhân qua đời là do tự tử, có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi và xin đưa về mai táng theo phong tục của địa phương. Trước đó vào sáng sớm ngày 20 tháng 9, khi tới cơ quan làm việc, các nhân viên y tế ở Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc Bàng Hoàng phát hiện anh NVN, sinh năm 1978, chú xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc, đã qua đời trong phòng làm việc. Theo một số đồng nghiệp của nạn nhân, anh N là nhân viên lâu năm của Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, làm việc tại bộ phận tiêm chủng. Trước đó do dịch Covid-19 nên cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc làm việc và nghỉ ngơi ngay tại cơ quan, theo nguyên tắc ba tại chỗ. Sau khi địa phương chuyển về giãn cách theo chỉ thị 19, các cán bộ nhân viên trở về nhà, riêng anh N vẫn ở lại cơ quan ăn cơm cùng bảo vệ, đến sáng ngày 20 tháng 9 thì phát hiện đã qua đời. Ngay sau khi xảy ra sự việc, mọi người đã thông báo lên chính quyền và công an địa phương. Bình Phước bắt giữ 8 người tìm cách vượt biên giới qua Campuchia. Sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết vừa phát hiện và bắt giữ 8 người có ý định vượt biên sang Campuchia trái phép tại ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện biên giới Lộc Ninh. Các đối tượng gồm TTT và TTN cùng 23 tuổi trú tại tỉnh Bắc Giang, NVQ 27 tuổi ngụ tại thành phố Hà Nội, NTHV 22 tuổi ngụ tỉnh Thanh Hóa, NTH 29 tuổi ngụ tỉnh Hải Dương, GTC 32 tuổi ngụ tỉnh Đắk Lắc và TVH và LTD cùng 22 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu các đối tượng khai nhận di chuyển bằng xe tải từ các địa phương rồi tập trung tại tỉnh Bình Phước, khi đang tìm cách vượt biên giới sang Campuchia thì bị bắt giữ. Qua test nhanh, tất cả 8 người nói trên đều âm tính với COVID-19. Riêng trong ngày 20 tháng 9, tại chốt kiểm soát DT741 Phố Riềng, Đồng Phú, thuộc địa bàn ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, lực lượng trực chốt phát hiện xe tải loại 1,4 tấn lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Bù Gia Mập, Bình Phước, có dấu hiệu nghi vấn, không có mã QR luồng xanh, nên lực lượng chức năng đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, ngoài hai người ngồi trong cabin xe, còn có thêm 7 người trốn trong thùng xe tải, được phủ kín cùng với giàn giáo xe rùa dùng cho xây dựng. Khai thác nhanh, tài xế khai nhận tên là Trần Văn Bắc, 36 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, khai nhận chở 7 người trốn trong thùng xe từ thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, lên huyện Bù Sa Mập để đi làm. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Truy bắt thành công người phụ nữ sau 25 năm lần trốn sau khi thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản lớn của chủ nhà, Trần Lệ Tuyết đã đi nhiều nơi thay tên đổi họ để trốn truy nã, thế nhưng vẫn không trốn thoát. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an huyện Tháp 10 đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Lệ Tuyết, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, sau 25 năm trốn truy nã. Tài liệu của cơ quan chức năng cho thấy, vào năm 1996, Tuyết có làm giúp việc thuê cho một gia đình có địa chỉ tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian này, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, đối tượng đã trộm khoảng 8 lượng vàng các loại, vàng miếng, dây chuyền vàng, bông tai vàng và bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng sau đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra truy nã về tội trộm cắp tài sản. Biết bị cơ quan chức năng truy tìm nhưng sợ bị phạt tù nên đối tượng đã đi nhiều nơi thay tên đổi họ để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng. Trần Lệ Tuyết sau đó đã đến thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười để sinh sống. Qua quá trình làm việc, công an chức năng đã phát hiện công dân có những đặc điểm giống với đối tượng Trần Lệ Tuyết đang bị truy nã nên đã khẩn trương xác minh và phối hợp với công an thị trấn Mỹ An tiến hành bắt giữ đối tượng. Hiện công an huyện Tháp 10 đã bàn giao bị can Tuyết cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Đánh sập đường dây đánh bạc online trên 50 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây liên kết với các trang web quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online để mở đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua bán tiền ảo trong game. Bằng trò này, các đối tượng trong đường dây đã sử dụng hàng chục tỷ đồng để đánh bạc. Mới đây công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép. Bắt giữ 9 đối tượng với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên mạng internet xuất hiện một đường dây hoạt động đánh bạc trá hình dưới hình thức chơi game có trả thưởng. Theo đó, những kẻ nằm trong đường dây liên kết với những đối tượng quản lý, phát hành trái phép các ứng dụng game đánh bài đổi thưởng online, nổ hũ, B29, choáng G88 để mở đại lý tiền game online cấp 2 nhằm mục đích mua bán tiền ảo trong game. Các con bạc khi tham gia gia đình online sẽ phải dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game. Khi kết thúc, số tiền ảo này sẽ được quy đổi thành tiền thật. Sau thời gian theo dõi đến ngày 15 tháng 9, cơ quan công an đã triển khai lực lượng triệt phá đường dây này, qua đó bắt giữ nhóm 9 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Quảng Trị, Gia Lai. Bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc từ đầu năm 2020 đến nay lên đến trên 50 tỷ đồng. Sáng nay một người dùng Facebook đã đăng tải thông tin kèm theo clip, nhân viên FPT Shop tự ý tải dữ liệu nhạy cảm của khách hàng trong quá trình sửa máy. Theo chia sẻ của chủ nhân bài viết, người này và bạn đã mang một chiếc Mark E tới FPT Shop tại Láng Hạ, Hà Nội để bảo hành. Jack Park bị lỗi vào ngày 17 tháng 9. Vì nhân viên kỹ thuật đã đi giao hàng nên máy được giữ lại cửa hàng. Tới 21 giờ tối cùng ngày, hai người phát hiện có đăng nhập bất thường trên thiết bị Mark E được gửi tại FPT Shop. Ngay lập tức bạn mình đổi mật khẩu và mình có gọi cho kỹ thuật tên là NTT để hỏi tại sao bạn ấy tự đăng nhập vào facebook của bạn mình, tại sao sửa chốt pet lại phải vào facebook để lục loại thông tin. bạn này ngay lập tức cam đoan là chưa từng có ý định lục loại thông tin gì trong máy mà chỉ vô tình facebook tự bật trên safari và bạn yêu cầu sẽ mang máy qua nhà mình ngay lập tức để mình xóa hết các dữ liệu thông tin còn lại. chủ nhân bài viết chia sẻ. sau khi tìm hiểu, nhân viên sửa máy ngoài việc lấy được dữ liệu trên facebook còn tiếp tục truy cập vào dữ liệu nhạy cảm trên telegram và chia sẻ dữ liệu đó vào một thiết bị khác. Ngoài ra những dữ liệu của khách hàng trên Zalo cũng bị truy cập. Sau khi gặp mặt làm việc trong đêm ngày 17 tháng 9, nhân viên kỹ thuật đã tự nguyện đưa máy điện thoại cho nạn nhân để chứng minh đã xóa hết dữ liệu. Vào sáng ngày 18 tháng 9 hai bên có gặp gỡ và làm việc, tại đây anh TA đã xin lỗi và cung cấp camera trong lúc nhân viên kỹ thuật xử lý trên máy của khách. A nói không rõ FPT sẽ có hướng xử phạt hay kỷ luật bạn T, nhân viên kỹ thuật như thế nào, chỉ có một bản cam kết do T tự viết để đảm bảo chịu trách nhiệm khi có sự cố lộ thông tin nhạy cảm của bạn mình ra ngoài, chủ nhân bài viết cho biết. Phía khách hàng mong muốn làm việc với cấp trên nhưng quản lý cửa hàng từ chối. Sau khi báo lên tổng đài, bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết sẽ tặng một thẻ mua hàng trị giá 500.000 đồng tại FPT. Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, chủ nhân bài viết chốt lại bằng việc sẽ gửi email thông báo cho Apple Support về vụ việc. Hiện tại FPT Shop là một trong các đại lý phân phối sản phẩm chính hãng của Apple tại Việt Nam. Đoạn clip ghi lại nam sinh trường cao đẳng FPT gửi thầy giáo ngay trong tiết học online đầu tiên, khiến cho cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Theo nội dung đoạn clip dài 4 phút về một nam sinh viên có thái độ vô lễ với giảng viên của mình ngay trong lớp học online. Lớp học này được xác định là của trường cao đẳng FPT. Trong clip, nam sinh viên có tài khoản học online là CTA, cao giọng với thầy. thầy hoàn đâu? Thầy có học được kinh tế không? Hay là thầy có 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 ấy không mà thầy bắt? Thầy giáo vẫn bình tĩnh trả lời. Ừ. Sau đó nam sinh viên vẫn liên tục đưa ra những lời chống chế. Kiểu này lại bảo là 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 là, là không thuộc bài lọ kia. Thầy có học được kinh tế không? Thầy có học ở Harvard không? Thầy có làm được cái gì không? thầy giáo vẫn kiên nhẫn. Em có nói xong đi, em có nói xong thầy nói. Nhưng nam sinh viên này bày tỏ thái độ. Em thích em nghỉ luôn. Em có nói xong đi, thầy nói. Trong đoạn clip dài 4 phút, nam sinh này liên tục dùng những ngôn từ không phù hợp với môi trường giáo dục, xưng người ta, tôi, thằng này với thầy giáo, thậm chí còn văng tục chửi bậy. Sự việc diễn ra trong sự ngỡ ngàng của cả thầy giáo và các sinh viên trong lớp. Mọi người trong lớp học đều cho rằng nam sinh viên sai hoàn toàn. Giảng viên đã phản ứng rất bình tĩnh trước sự vô lễ của bạn nam này. Nhiều sinh viên bày tỏ sự chán nản, ngao ngán với sinh viên này. Thầy quá hiền rồi ạ, à. bạn sai ạ, à. thầy ơi nó sai hoàn toàn ạ. À. Thầy giáo cũng cho biết giật mình khi gặp phải sinh viên như thế này. Được biết đây là một đoạn ghi hình được quay trong tiết học võ vô vi nam online của trường cao đẳng FPT do thầy LTX, một võ sư có chuyên môn cao trong trường phụ trách. Thầy giáo hỏi nam sinh viên vì sao không thuộc bài, bạn nam liền bật lại giảng viên ngay trong lớp học. Clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội chỉ sau vài chục phút và nhận được rất nhiều ý kiến bất bình. Có bình luận còn cho biết thêm: ở hệ thống FPT, việc mặc đồng phục khi học võ võ Vi Nam là yêu cầu cơ bản, không có đồng phục tức không được vào lớp. Việc em này không mặc đồng phục đủ để thầy giáo có lý do cho bạn ra khỏi lớp rồi. Phía tổ chức giáo dục FPT cũng xác nhận sự việc xảy ra tại một lớp học của trường Cao đẳng FPT. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị thêm về sự việc sau khi phía nhà trường lên tiếng. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định xử phạt NKN, 25 tuổi, tạm trú ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, số tiền là 5 triệu đồng, về hành vi sử dụng mạng xã hội cung cấp nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nơi sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Thừa Ngã bình luận thông tin sai sự thật, sử dụng lời lẽ vu khống xúc phạm uy tín danh dự của lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Theo công an, nơi đã vu khống xã phường, lấy tiền xử phạt, mang về nhà bỏ két sắt. Cơ quan chức năng sau đó đã mời nờ đến trụ sở để làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác thường xuyên đóng giả trưởng khoa sản bệnh viện 108 để lấy oai, đối tượng Giang đã bị công an thành phố Hà Nội lật tẩy chân tướng khi đang chờ bạn gái thông chốt kiểm dịch. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, chốt kiểm dịch tại số 15 cầu Đông Quang huyện Ba Vì mới bàn giao một đối tượng đóng giả là quân nhân, trưởng khoa sản bệnh viện 108 cho công an xã Minh Quang, huyện Ba Vì để tiếp tục điều tra làm rõ. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng trực chốt kiểm dịch số 15 kiểm tra hai người đi trên xe máy biển kiểm soát 29X99338 từ hướng Hà Nội định qua cầu Đông Quang sang tỉnh Phú Thọ. Phát hiện Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1967, ở phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, sử dụng căn cấp công dân có dấu hiệu giả mạo. Công an phường Quang Trung xác định không có dữ liệu dân cư tên Nguyễn Xuân Giang, trùng khớp với tên ghi trên căn cấp công dân mà Quang xuất trình. Kiểm tra cốp xe máy của Giang, tổ công tác phát hiện một bộ quân phục quân đội có cấp hàm trung tá của lực lượng quân y, cùng một biển hiệu tên Nguyễn Xuân Giang. Ngoài ra, có thể ra vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108, tên là giáo sư bác sĩ Nguyễn Xuân Giang, chức vụ trưởng khoa sản. Tuy nhiên, lực lượng kiểm soát quân sự tại chốt 15 đã nhanh chóng xác minh trưởng khoa sản Bệnh viện Trung ương quân đội 108, không có ai tên là Nguyễn Xuân Giang. Khi bị lật tẩy là trung tá rẩm, bước đầu sang thừa nhận thường xuyên đóng giả là quân nhân để lấy oai. Đồng thời đối tượng đang trên đường đèo bạn gái quê Phú Thọ thông chốt để về nhà. Không còn bị kiểm tra giấy đi đường, người dân Hà Nội đổ ra Ken kín các con phố trung tâm để vui Tết Trung Thu. Từ 18 giờ tối qua, người dân đã đổ về khu vực Hồ Gươm và phố Hàng Mã vui Trung Thu. Lúc 20 giờ, dòng người chân chân đổ dồn về phía Hồ Gươm, tuyến đường phố Huế, Hàng Bài hướng Hồ Gươm đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện nam thanh nữ tú Hà Thành diện những bộ đồ đẹp vui chơi trong đêm trăng rằm sau những ngày dài Hà Nội thực hiện chỉ thị 16. Công an phường Hàng Mã đã lập hàng rào hai đầu phố Hàng Mã từ hơn 19 giờ, nhắc nhở người dân không tụ tập mua bán đông đúc, không đảm bảo khuyến cáo 5K. Tuy nhiên, dòng người cùng phương tiện vẫn nối nhau gây ủn tắc nhẹ trên phố Hàng Mã. Và mọi người dường như cũng quên đi mất việc phải giữ khoảng cách, không được tập trung đông người. Người dân vẫn tấp nập mua bán trên đường phố. Trước đó vào tối muộn ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị số 22 về điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Trong chỉ thị 22 với những điều chỉnh nới lỏng một số hoạt động dịch vụ, không kiểm soát giấy đi đường, Chủ tịch thành phố Hà Nội đề nghị người dân thực hiện nghiêm 5K, khai báo y tế hàng ngày trên website tờ khai y tế.vn hoặc các ứng dụng như Encovi, Bluezone liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.